Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình BLC Online. Thì quay trở lại với một loạt series về WinCC 7.5 với Tia Bọc Tô. Ở trong cái phần bát 8 á, thì chúng ta đã được làm quen với cái phần là trên screen chuyển đổi các trang màn hình trong WinCC 7.5 đúng không ạ? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái một phần nữa có tên là WinCC Online Trend Control hay là các biểu đồ đồ thị ha ở trên WinCC. Thì để làm được các biểu đồ đồ thị ở trên WinCC sử dụng chức năng là WinCC Online Trend Control thì chúng ta làm như thế nào, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái đề tài là đồ vẽ đồ thị trend ha. Và để làm được như vậy thì đầu tiên là ở trong cái phần ti bọc tô thì tôi sẽ có một cái biến như thế này. Ba cái biến là biến gì ạ? Biến là Placer này, biến tem này và biến level, ba cái giá trị đây, được chưa? Ở trong này thì chúng ta đồng thời chúng ta vào cái phần là task manager thì những cái phần này thì các bạn biết rồi đúng không? Placer này, tem này và biến level, đúng không ạ? Thì cái này thì các bạn biết rồi. Ở trong cái phần này thì chúng ta sẽ có một cái phần graphic designer á, thì ở đây chúng ta sẽ lấy mấy cái thằng biểu đồ ra. Thì các anh click vào đây chúng ta coi là placer thì đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vào cái phần là đây là thanh trượt slider, chúng ta chọn đây là tag thôi đúng không ạ? Chúng ta chọn đây là tag và chúng ta chọn cái biến là biến gì ạ? Biến biến placer đây đúng không? Thì tương tự như vậy, đây thì chúng ta sẽ có biến là gì ạ? Biến tem đúng không ạ? Và đây chúng ta sẽ có biến là biến level. Đấy, ba cái biến này này. Còn biểu đồ trend này thì chúng ta làm như thế nào? Tạm thời tôi sẽ xóa cái thằng này đi ha. Đấy, chúng tôi sẽ xóa cái thằng này đi. Tôi sẽ vào cái phần là WinCC Online Trend Control ở bên cái phần là control này ha. Đấy, tôi chọn OK nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ ra như thế này. Đấy, được chưa? Chúng ta click vào đây này. Ở đây thì chúng ta nó sẽ cho phép chúng ta là vẽ bao nhiêu đồ thị trên này, thì thông thường thì vẽ được rất là nhiều đồ thị. Ở đây thì chúng ta sẽ có đồ thị là gì ạ? Placer. Đúng không ạ? Thì nó hỏi chúng ta là cái màu là gì? Hiện tại bây giờ các bạn nhìn nó màu đen, bây giờ tôi không muốn nó màu đen. Tôi muốn nó là màu xanh này. Đúng không ạ? Nó hỏi chúng ta là đậm hay nhạt, thì vì tôi muốn là đường đậm hơn thì tôi click vào đây. Có bao nhiêu dấu chấm ở đây thì các bạn làm hơn limit value, chúng ta thể cài limit lâu bao nhiêu hoặc là mắc bao nhiêu thì tùy cái này thì các bạn để cho nó auto đi ha. Ở đây nó sẽ có một cái phần gọi là tag, thì ở đây nó sẽ chúng ta có quyền chọn tag hay không chọn tag. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chọn cái phần là online tag ở đây, thì chúng ta click vào đây thì chúng ta sẽ chọn cái biến là biến biến placer. Ở đây thì chúng ta cho nó 1 giây được rồi ha, chúng ta chọn OK. Rồi tiếp, nếu như chúng ta muốn thêm một cái đồ thị nữa là đồ thị là tem ha, thì chúng ta click vào đây chúng ta chọn thêm tem, đúng không ạ? Ở đây cũng tương tự, nếu như là tem thì thường cho nó màu đỏ đấy ha. À, chúng ta click vào đây cho nó màu đỏ, chúng ta chọn OK này. Ở đây chúng ta muốn đậm thì chúng ta cho đậm này ha, được chưa? Ở đây cũng tương tự, các bạn chọn cho tôi online tag và các bạn click vào đây, các bạn chọn cho biến cho admin là biến gì ạ? Biến này các bạn chọn cho admin là biến tem. OK đấy. Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ làm thêm những cái đường nữa. Ví dụ như biến này là biến level. Level đúng không ạ? Cái đồ thì level. Level thì cho nó là gì ạ? Màu xanh. Đúng không ạ? Đây các bạn muốn đậm hơn bao nhiêu các bạn cho 3 là vừa rồi ha. Ở đây chúng ta cùng chọn online tag cho admin. Click vào đây. À, chúng ta chọn ở đây là biến level. Đấy, như vậy là chúng ta đã tạo được cái đồ thị trend, chúng ta nhấn apply. Chọn OK. Ở đây ngoài ra, ngoài các chức năng này ra thì các bạn muốn bỏ thêm bớt chức năng nào thì chúng ta sẽ vào toolbook ở đây này. Đấy, ví dụ như chúng ta muốn cái phần export data ha, thì chúng ta sẽ click vào đây để chúng ta chọn export data này. Hoặc là chúng ta muốn backup hay là disconnect nó thì chúng ta click vào đây luôn. Ở đây thì thông thường chúng ta sẽ làm thêm một cái chức năng export data thôi. Và chúng ta click vào thì có cái biểu tượng export data ở đây. Đấy, ngoài ở đây thì nó sẽ có một cái phần là phôn chữ kích thước bao nhiêu, trend như thế nào, time thì các bạn để mặc định ở đây ha, start time như này ha. Chúng ta có thể, nếu như chúng ta muốn mà gì, chúng ta muốn mà truy xuất gì thêm thì chúng ta, các bạn sẽ click vào đây, các anh chị sẽ chọn thêm những cái mục mà set time range này, ví dụ như set time range đi ha, click vào đây
apply đây thì nó sẽ xuất hiện cái đồng hồ. Thông thường chúng ta phải bật cái phần set time range này. Cái phần này là rất quan trọng để chúng ta dò lại lịch sử nhé. Anh chỉ lưu ý ha. Đấy, còn trong này thì các bạn để mặc định cho nó có rebuilding retain hay gì đó cái này. Các bạn cái này không quan trọng ha. Thì đó là các bạn chỉ cần kích những cái chức năng cơ bản đó. Nói chung có sẽ có hai phần quan trọng nhất. Đó là cái phần là set time range để chúng ta dò lại lịch sử. Cái thứ hai là cái phần là export data. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta đang làm online task nên là chúng ta sẽ không làm được cái phần là dò lại lịch sử ha. Đấy, được chưa? Rồi chúng ta chọn ok. Sau khi chọn như vậy chúng ta save nó lại. Đấy. Và chúng ta sẽ run time nó xuống. Đây, thì nó được như thế này. Thì ban đầu là gì ạ? Đây, nó sẽ có những cái dữ liệu như này đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cho thằng này giảm xuống này. Đúng không ạ? Chúng ta cho thằng này giảm xuống này. Cho thằng này giảm xuống thì đường đồ thì nó sẽ đi như thế này. Hoặc là chúng ta cho thằng này tăng lên. Đấy, tăng lên. Đấy. Thì đây là những cái đường đồ thị nó đi. Đấy, chúng ta có thể vẽ đậm. Ngoài ra thì chúng ta thể click vào đây này, chúng ta sẽ select, ví dụ như bây giờ tôi chỉ muốn là nhìn cái biểu đồ tem placer thôi thì tôi nhấn vào apply thì nó sẽ chỉ xuất hiện cái thằng là biểu đồ placer thôi. Còn bây giờ tôi muốn vừa placer vừa tem thì tôi click vào đây. Đó, thì nó sẽ hiển thị hai đồ thị cho tôi ha, đường màu đỏ đây này ha. Còn tôi muốn ba cái thì tôi click vào đây. À, tôi nhấn apply. Đấy, thì nó hiển thị ba cái cho tôi ha. Đấy như này. Còn bây giờ ví dụ như tôi mà muốn gì đường nó đậm hơn, ví dụ tôi cho đây là 6 đi. Tôi cho cái thằng blazer này lên 6, nhấn apply này đó. À, hoặc tôi đổi màu cái thằng blazer này qua màu vàng. Ok này, apply này thì lập tức nó sẽ chuyển màu chúng ta online status trên này luôn. Đấy, nó sẽ online status trong cái phần mà chúng ta làm như thế này luôn. Đấy. Ngoài ra ở đây thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ là cấu hình trên này hoặc không cấu hình trên này cũng được. Ví dụ đang online tôi có thể tôi sẽ bỏ phần export đi ha. Giả sử tôi bỏ phần export đi. Tôi nhận apply này. Thì trên này nó sẽ mất phần export và tôi thêm phần export thì tôi click vào đây. Thì nó ra phần export trên này. Tôi nhấn ok. Đó, thì đấy là cái nội dung của cái phần này. Ngoài ra ở đây nó có một cái phần là cho phép chúng ta dò lại lịch sử, thì video sau nếu chúng ta làm được cái phần tag historical data thì tôi sẽ nói rõ hơn cái phần này. Đó ha. Còn bây giờ nó sẽ có một cái phần export data nữa. Đây, chúng ta thể là xuất file CSV ra. Do cái máy tính này của tôi là tôi chưa có cài cái phần mềm Excel để đọc CSV. Đó, nên là các bạn nhìn thấy nó chỉ có ra như thế này thôi nhé. Đấy. Đây. Nó chỉ có ra như thế này thôi. Do ở đây tôi chưa có cài file Excel nên nó chỉ đọc được như này thôi ha. Đấy, các anh chị nhìn thấy là placer này, tem này, level ha, đây là thời gian của nó để hiển thị được chưa? Đấy. Đấy, nó chỉ như thế này thôi. Video hôm sau thì chúng ta sẽ làm với cái phần là diện tag, làm với cái phần là tag historical hay là axi tag ha, được chưa? Còn cái nội dung bài học ngày hôm nay thì xin tạm dừng tại đây. Thì hiện tại bây giờ là bên trung tâm có các khóa học lập trình BLC bao gồm khóa học về BLCS 7.2, 5 WinSee cơ bản tới nâng cao mà từ công nghiệp, thì full 4 khóa học này là 700k. Các anh chị có thể vào đây để các anh chị xem thêm các nội dung các bài giảng ở trên này. Hoặc là các anh chị có thể vào cái phần khóa học lập trình WinSee Unify kết hợp với JavaScript. Thì hiện tại bây giờ đang được giảm giá full 4 khóa học này là 700k. Các anh chị cũng có thể vào cái danh sách phát để xem thêm các bài giảng về WinSee 7.5 với Tibocto, hoặc là các anh chị muốn thêm thêm nội dung khoa học thì các anh chị xem thêm là khóa học lập trình 300, 400, 2.000, 5 WinSee hoặc là khoa học về WinSee Unify. Còn video ngày hôm nay của Admin xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.